Bị người yêu bỏ đi Nhật, xong là uống rượu xỉn, ngủ một đống trong gà, nói đầy trong nhà và dọn đi. Đừng nói ai anh nói ông ra đây nhá. Ông phải cầm cái này nè, đó, bán thực phẩm xà bông, cô là gì vậy?
đó để ở đây nè. Anh Khang về chưa? Trời ơi, mệt lắm mày quá. Đây. Đó. Yeah.